Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ sang chương 7 có tên là chương thương mại quốc tế. Đây là cái chương mà mới được đưa vào trong cái chương trình của học phần kinh tế vĩ mô 1. Vì vậy các bạn sẽ không nhìn thấy nó trong quyển giáo trình hiện tại. Khi các bạn học thì các bạn chủ yếu dựa vào cái slide bài giảng cũng như là cái video của mình cũng như là những cái bài tập mình sẽ gửi cho các bạn. Tất nhiên là đi thi chúng ta vẫn sẽ có rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến phần thương mại quốc tế này. Vậy các bạn vẫn cần phải cố gắng học. Trong chương thương mại quốc tế này thì chúng ta sẽ gỡ bỏ đi một trong những cái giả định của chúng ta về nền kinh tế. Các bạn nhớ rằng là trong chương 1 khi chúng ta học về mô hình nền kinh tế thì chúng ta có một cái nền kinh tế bao gồm ba bộ phận là hộ gia đình, chính phủ và doanh nghiệp. Đây chỉ là một mô hình thôi. Trong cái mô hình này chúng ta đặt ra một cái giả định đó là không có sự tồn tại của thương mại quốc tế, tức là không có sự trao đổi hàng hóa giữa nước này với cả các nước khác. Thì từ trước đến giờ là chúng ta vẫn giữ cái giả định này, chúng ta cho rằng nền kinh tế là nền kinh tế đóng, không có sự tồn tại của thương mại quốc tế. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái điểm cân bằng của thị trường cạnh tranh hàng là điểm tối đa hóa phúc lợi xã hội. Ở đó thì cái lợi ích dòng của xã hội sẽ là lớn nhất và không có sự tồn tại của phần mất không. Tuy nhiên là trong chương này thì chúng ta sẽ xem là nếu chúng ta gỡ bỏ cái giả định này đi, nếu chúng ta cho rằng là có cái sự trao đổi giữa nước này với cả cái phần còn lại của thế giới thông qua hoạt động xuất khẩu hoặc là hoạt động nhập khẩu thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường, ảnh hưởng gì đến phúc lợi xã hội, đến lợi ích của người bán và lợi ích của người mua. Cụ thể là mục tiêu nghiên cứu của chương này thì đầu tiên chúng ta sẽ chỉ ra rằng là hoạt động thương mại có thể đem đến lợi ích cho tất cả các bên tham gia, tức là gì, khi mà hai cá nhân trao đổi với nhau hay là khi mà hai nước trao đổi với nhau thì không phải là chỉ có một bên được lợi và bên kia sẽ bị thiệt, mà sẽ có trường hợp tức là cả hai bên cùng được lợi khi mà tham gia vào hoạt động đấy. Đấy cũng là lý do vì sao cái hoạt động thương mại quốc tế nó lại diễn ra nhiều như thế. Bây giờ các bạn thấy là hàng ngày là chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái hàng hóa hay là dịch vụ mà nó đến từ nước ngoài, hay là Việt Nam của chúng ta thì cũng sản xuất ra rất là nhiều các mặt hàng mà được xuất khẩu và để bán ở rất là nhiều nơi ở trên thế giới. Sau đó chúng ta xem là ảnh hưởng của thương mại quốc tế đến phúc lợi xã hội. Tức là đây chúng ta đang xét trường hợp thương mại tự do. Nếu mà một nước được tự do xuất khẩu hay nhập khẩu các loại hàng hóa thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến lợi ích dòng của xã hội, đến lợi ích của người mua và người bán trên thị trường. Những người đấy sẽ được lợi hay là bị thiệt. Phần thứ ba chúng ta sẽ nghiên cứu. Mục tiêu thứ ba là lý do các nước đưa ra các hàng rào bảo hộ thương mại. Thì đây là một cái chủ đề rất là nóng hiện nay ở trên thế giới. Hầu hết là các nước bây giờ họ bắt đầu có xu hướng chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, tức là họ có những cái biện pháp nhất định để hạn chế cái dòng thương mại quốc tế, hạn chế đây chủ yếu là hạn chế cái hoạt động nhập khẩu. Như là các nước các bạn thấy là người ta rất là nhiều biện pháp như là thuế nhập khẩu hay là hạn ngạch nhập khẩu. Thì đây chúng ta sẽ nghiên cứu lý do tại sao các nước lại đưa ra các cái hàng rào này và liệu những cái lý do này nó có hợp lý hay không. Sau đó là chúng ta sẽ xem là ảnh hưởng của các chính sách thương mại. Ở đây gồm cả các chính sách tác động đến hoạt động nhập khẩu lẫn các chính sách tác động đến hoạt động xuất khẩu. Thì nó ảnh hưởng thế nào đến phúc lợi của xã hội, đến lợi ích của người mua, của người bán ở trên thị trường. Liệu khi mà nhà nước đặt ra những chính sách như thế thì ai sẽ là người được lợi, ai là sẽ là người bị thiệt, và xét chung cả xã hội thì cái phúc lợi dòng của xã hội sẽ tăng lên hay giảm đi, có xuất hiện phần mất không hay không. Chương này sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 đó là phần lợi ích của thương mại tự do. Phần 2 đó là chúng ta tập trung vào các cái chính sách hàng rào bảo hộ thương mại, chủ yếu là các chính sách tác động vào nhập khẩu. Và phần 3 thì chúng ta sẽ xem là nhà nước đặt ra những cái chính sách nào để can thiệp vào hoạt động xuất khẩu